Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay một cái video về một cái thứ mà mình vừa mới thay trên cái ô tô của mình mà mình rất là hài lòng. Đó chính là cái bóng đèn này các bạn. Cái bóng đèn bên trong này này. Trước kia nó bảo là bóng halogen như này. Xe của mình đã sử dụng cái bóng H7, đây là đèn cốt. Đấy. Thì mình đã thay và sử dụng cái bóng đèn này được tầm 2 tháng rồi. Mình đã quay lại video cách đây 2 tháng. Tuy nhiên là mình muốn dùng thử xem là nó có ngon hay không. Và sau vòng 2 tháng mình dùng khá nhiều, đi khá nhiều nơi và mình cực kỳ hài lòng với cái bóng đèn này. Nên là mình quyết định là up cái video lên để chia sẻ với mọi người về cái bóng đèn này. Thì như anh em đã biết là trong cái thời điểm hiện tại, cái việc nâng cấp cái đèn xe ô tô nó rất là khó khăn bởi vì nó liên quan tới cái vấn đề đăng kiểm. Ví dụ anh em muốn thay đổi hoàn toàn cái bóng đèn xe này của anh em sang một cái dạng đèn khác. Ngày trước anh em có thể nâng cấp bằng cái phương pháp là độ đèn bi hoặc là những cái đèn laser các thứ cho nó rất là xịn. Nhưng mà thời điểm hiện tại anh em làm như thế anh em không đi đăng kiểm được đâu. Đấy, cái mà anh em có thể làm duy nhất đó là anh em có thể thay cái đèn gầm. Mình thay cái đèn gầm của mình. Mình có một cái video nói việc đấy rồi. Thì đi đăng kiểm ok nhé. Nhưng mà còn đối với những cái bóng đèn pha hoặc là bóng đèn cốt như này mà anh em độ sang đèn bi hoặc đèn laser các thứ ấy, là anh em không đi đăng kiểm ở đâu. Vì vậy là cái việc thay cái bóng đèn nâng cấp cái ánh sáng như nó chỉ còn cái phương pháp duy nhất, đó là anh em có thể thay bằng cái phương pháp là thay cái bóng đèn bên trong đó, từ cái đèn halogen này sang cái đèn led hoặc là những cái đèn nào mà anh em muốn. Trong số những cái đèn led mà có trên thị trường mà chúng ta dùng để thay từ những cái đèn thường lại sang ấy, thì mình tạm chia làm hai loại các bạn nhé. Tức là một loại thì nó sẽ giống y hệt cái đèn cũ của chúng ta, đèn zin chúng ta đơn giản là mua về thay và lắp vào là sẽ chạy được luôn. Còn một loại nữa thì chúng ta cần phải độ chế lại một chút. Thì về cơ bản thì nó cũng gần giống nhau nhưng mà nó khác nhau ở cái phần tản nhiệt thôi các bạn. Những cái đèn mà mua về mà lắp luôn ấy thì nó sẽ tản nhiệt bằng quạt. Còn cái loại đèn mà cần phải độ chế lại ấy, thay đổi lại bên trong một chút ấy, thì nó sẽ dùng cái tản nhiệt bằng những cái lá kim loại ở bên ngoài này. Thường thì là những cái đèn sử dụng những cái lá kim loại để tản nhiệt ấy, nó sẽ có những cái tua rua đằng sau này, thì nó thường là xuất hiện ở những cái đèn mà công suất cực lớn thì nó tỏa nhiều nhiệt mà. Đấy. Thì cái đèn mình mua mà mình thay cho cái xe của mình ngày hôm nay ấy, nó chính là cái đèn mà cực kỳ dễ lắp đặt, tức là nó sẽ tản nhiệt bằng quạt và nó y hệt như cái đèn cũ. Tức là chúng ta chỉ cần mua về thay lắp và là chạy được ngay, và cái hiệu quả ánh sáng của nó cực kỳ tốt. Trước đây ấy, những cái đèn này nó chỉ xuất hiện ở trên những cái đèn chính hãng xịn của hãng Philips thôi. Nhưng mình biết là cách đây vài năm ấy, mình đã có ý định thay cho cái xe cũ của mình ấy, thì mình tìm thì nó chỉ có đèn của Philips thôi. Đấy, nhưng mà hiện tại thì đã có những cái đèn của Trung Quốc, giá thành rẻ hơn rất là nhiều và chất lượng rất là tốt. Ví dụ như cái đèn này mình mua thì đã có thể sử dụng được. Thì hôm nay mình sẽ quay về cái đèn này cho các bạn xem nhé. Đây chính là hộp của cái bóng đèn này các bạn này. Cái hãng sản xuất là Mac GTRS. Cái hãng này thì mình cũng đã mua và sử dụng khá nhiều cái bóng đèn led của cái hãng này và chưa thấy cái nào hỏng, chất lượng cũng ok đấy các bạn. Đó, cái hộp nó chỉ đơn giản này thôi, nhìn cũng không có gì là đặc biệt và nhìn cái hộp nó cũng rẻ tiền thôi, nó không không đẹp lắm. Đó. Bóng đèn này nó để ở bên trong một cái túi như này. Thực ra có hai cái bóng rồi, mình mua một cặp, một cái mình lắp trên xe rồi, mình đã lắp test xe rồi. À, ở đây còn một cái thì sẽ bóc ra các bạn xem. Nói chung là đóng gói sơ sài lắm, chả có cái gì bọc biết bên trong cả. Bởi vì cái sản phẩm này nó không có thủy tinh, không có cái gì dễ vỡ nên là mình thấy là đóng gói như này cũng được. À, cái bóng này thì nó thiết kế bằng kiểu như bằng nhôm các bạn, nhưng mà nặng lắm, cầm nặng lắm, cũng không phải là nhôm hết đâu. Mình nghĩ là nó sẽ là hợp kim gì đấy. Bên trong này thì nó có cái đồng để dẫn nhiệt này, mình thấy nó có cái đồng. Bóng thì nhìn khá là xịn. Đồng này, bên ngoài khả năng là bọc nhôm hoặc là chất gì đấy chịu nhiệt được, dẫn nhiệt tốt. Đó. Và các bạn để ý nhá. Đây là vị trí cái led này. Cái bóng led này nó nằm hai bên như này. Đó. Và các bạn để ý nhá, bên trong này có một cái quạt này. Đó, các bạn có nhìn thấy không? À, nó có cái cuộn dây này của cái quạt đấy, đó, cái quạt khi chúng ta cắm điện vào ấy, thì cái quạt này nó sẽ chậm và nó sẽ làm mát cho bóng đèn này.
Chính vì nó có cái quạt này nên là cái bóng đèn này nó thiết kế cực kỳ nhỏ gọn và nó đúng bằng luôn cái bóng đèn zin halogen. Đây mình sẽ lấy một cái bóng đèn zin cho bạn xem. Đây mình có một cái bóng H7 zin này. Đó, kích thước nó y hệt nhau luôn, ngay cả cái vị trí tim bóng nữa nó cũng giống y hệt nhau. Đây là cái tim bóng đúng không? Thì bên này nó cũng y hệt thế, nó đúng ở vị trí đấy luôn. Đó. Nó y hệt nhau. Đấy. Kích thước y hệt nhau, mình đã lắp vào xe rồi nó y hệt nhau, nó không khác một cái gì luôn. Đó. Chính vì nó thiết kế như này nên là khi mà chúng ta lắp vào xe á thì chúng ta không cần phải chế cháo lại làm gì cả. Ngày xưa mình có lắp một cái bóng khác vào trên xe á, thì bởi vì là kích thước nó khác vì vậy là phải chế cháo một tí. Tuy nhiên với cái bóng này ấy, thì không cần phải chế cháo gì cả, tháo ra lắp vào bất kỳ một cái xe nào đều có thể lắp được. Đấy, miễn là nó dùng cái bóng H7 như này thì chúng ta có thể lắp vào hoàn toàn được bởi vì nó y hệt zin rồi mà. Đó, bây giờ mình sẽ test thử về cắm điện, mình test thử về cái công suất cũng như là cường độ sáng của cái bóng này cho các bạn xem nhé. Đây, ở đây mình có một cái bộ cấp nguồn này, mình sẽ kẹp vào cái bóng này và cho các bạn xem là nó ăn bao nhiêu điện. Đó. Mình sẽ set là 12V 5A. Xem nó như thế nào. Sáng kinh khủng. Nó sáng kinh khủng các bạn. Đấy. Các bạn mình sẽ lấy cái gì mình che lại đã. Đấy, mình thấy tay mình nó rung rung rồi. Nó rung rung bởi vì nó có cái quạt. Nó ăn hết 10W các bạn, mình sẽ zoom nữa, các bạn xem. Ở đây nó ăn hết 10W. Nó chỉ hết 10W thôi. Đấy, các bạn thấy không? 10W này. Nó chỉ hết 10W thôi, cực kỳ sáng, sáng kinh dị luôn, sáng dã man, ăn hết 10W đấy. Các bạn nghe tiếng quạt không? Mình sẽ để micro gần vào cho bạn nghe đó, cái tiếng quạt đó thổi. Nó có một cái quạt siêu nhỏ bên trong này và rất là mát nhé. Đấy. Chạy một lúc rồi nhưng mà mình sờ vẫn rất là mát. Đấy, sờ bằng tay được. Đấy, không hề nóng. Tất nhiên là để lâu thì nó cũng sẽ nóng thôi. Nhưng mà như vậy là phải thấy là cái khả năng tản nhiệt của nó rất là tốt. Và cái bóng LED thì thường là cái nhiệt lượng tỏa ra nó cũng không nhiều các bạn. Đấy, rất là mát. Ok, nếu mà bóng halogen mà chỉ cần bật lên một tí thôi, vài giây thôi đó các bạn đã không thể nào sờ được vào rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi. Đấy, bây giờ nó còn xuống còn có 9W này này. 9,2W này này. Tắt đi nhá. Bạn thấy nó sáng kinh khủng không? Đấy, mình sao thoải mái này. Không việc gì, trên này nó chỉ ấm thôi. Dùng lâu rồi tất nhiên nó sẽ nóng. Đấy, nhưng mà nó có tản nhiệt này thì nó sẽ quạt này nó sẽ bật tản nhiệt ra. Đó. Còn bây giờ mình sẽ test thử cho bạn xem cái bóng halogen gốc nhé. Cái bóng này thì sẽ để xem cái cường độ sáng như nào thôi. Chứ mình chắc chắn là cái bóng này nó sẽ sáng yếu hơn và nó sẽ nóng hơn rất là nhiều. Mình sẽ không thể nào mình sờ vào cái bóng này, sờ bóng ngay này là chín tay ngay. Đấy, nó sẽ cực nóng đó, bạn thấy không? Đấy, nhìn ở ngoài mới biết được là cái cường độ sáng nó kém, chắc là nó chỉ bằng nửa cái bóng kia thôi, còn trên camera có thể các bạn không thấy đâu bởi vì trên camera nó sẽ tự động điều chỉnh cái độ sáng ấy của cái camera ấy. Đây các bạn nhìn thấy là nó ăn như cái bóng zin ấy thì nó sẽ ăn tầm gần 50W. Mình cứ cho là 50W đi, bởi vì cái bóng này là bóng 50W mà. Đấy, 47W. Đó, cực kỳ nóng. Ở đây mình chưa sờ vào thôi mà mình ngồi đây mình đã cảm nhận được cái nóng nó phả vào mặt rồi. Còn bây giờ mình sờ ở đây nó bỏng tay luôn này. Thì như vậy các bạn có thể thấy là cái bóng đèn LED ấy, nó vừa tốn ít điện mà nó lại vừa mát hơn, nó lại vừa sáng hơn so với cái bóng halogen này. Bây giờ mình sẽ lắp vào trên xe. Test thử xem như nào nhé. Đây, ở đây mình đã thay một cái bóng đèn bên tay phải mình này là cái bóng đèn LED này. Còn cái bên tay trái mình là cái bóng đèn zin của xe. Các bạn có thể nhìn thấy là hai cái này là ánh sáng nó hoàn toàn khác nhau. Đây là màu vàng ấm nhá, nhưng mà nó sáng hơn rất là nhiều. Đây, mình sẽ quay vào tường cho các bạn hình dung được ra. Đấy. Bên này là bên đèn LED, bên kia là bên đèn halogen cũ. Thì bên LED này nó sáng hơn rất là nhiều. Đấy, tuy nhiên là các bạn nhìn thấy những cái đường cắt các thứ ấy, nó vẫn giống y hệt như bên đèn cũ. Đấy, có nghĩa là cái
cái sáng ấy, cái ánh sáng ấy, nó không hề thay đổi so với lúc cũ, nó chỉ là sáng hơn thôi, mình nghĩ là sáng hơn gấp đôi ấy. Trong cái quá trình mà thay từ cái bóng đèn halogen sang cái bóng đèn LED ấy, ở trên xe của các bạn ấy, thì có thể là các bạn sẽ gặp một cái lỗi nó báo ở trên xe, nếu mà xe của bạn nó có cái chức năng là check cái lỗi của cái đèn. Thì như trường hợp xe của mình ấy, thì mình cũng bị, và chúng ta sẽ tùy thuộc vào cái loại xe của các bạn, và các bạn sẽ có hai phương pháp để fix cái lỗi đấy. Trong trường hợp xe của mình thì mình dùng một cái điện trở như này, điện trở 50W 6 ohm, và mình nối hai đầu điện trở lại vào cái cực âm dương của cái đèn xe á, thì nó sẽ fix được cái lỗi đấy. Thì xe của mình là cái dạng là nó báo lỗi ở trên táp lô, nhưng mà cái bóng đèn nó vẫn hoạt động bình thường nhé, tức là mình cắm vào cái bóng đèn LED vào thì nó chỉ báo lỗi trên táp lô thôi, còn đèn vẫn sáng bình thường như bình thường, không vấn đề gì cả. Thì mình fix bằng cái phương pháp này đó, là dùng cái điện trở. Còn đối với một số những cái xe khác ấy, nó fix nó check lỗi kiểu khác ấy, thì chúng ta không thể sử dụng phương pháp điện trở này được đấy. Và cái biểu hiện của những cái loại xe đấy có mà khi nó bị cái lỗi ấy, thì là khi mà các bạn thay cái bóng đèn LED sang ấy, thì nó sẽ có cái triệu chứng là, một là cái bóng đèn đấy nó nhấp nháy, ngoài cái việc nó thông báo một cái lỗi ở trên cái táp lô ra thì cái bóng đèn mà các bạn thay vào nó sẽ bị nhấp nháy, nó cứ nhấp nháy nhấp nháy. Và hoặc là nó có một cái trường hợp nữa là cái bóng đèn đấy nó báo lỗi xong nó không chạy nữa đấy. Thì đối với những cái xe mà gặp cái tình trạng như vậy, chúng ta sẽ phải sử dụng một cái phương pháp khác để chúng ta fix lỗi, tức là các bạn sẽ cần phải mua thêm một cái đoạn cáp như này đấy. Đoạn cáp như này cũng chỉ mấy chục nghìn thôi, thì sau đó các bạn nối nối tiếp cái đoạn cáp này vào cái bóng đèn, tức là bạn cắm hai cái đầu này vào cái điện của xe này, còn hai cái đầu này các bạn cắm vào cái đèn, thì nó sẽ fix được cái lỗi. Và cái phương pháp mà dùng cái cáp này ấy, thì các bạn phải cắm đúng chiều âm dương nhé, đúng chiều âm dương và trên xe thì nó hoạt động. Còn phương pháp điện trở này thì không cần, phương pháp điện trở này thực ra nó chỉ là cái tạo thêm cho cái bóng đèn của chúng ta, nó tăng thêm công suất thôi, tức là nó tạo một cái tải giả đấy. Bởi vì nó mình đo cái công suất của cái con điện trở này nó vào tầm hơn 30W, cộng với cái bóng đèn LED nó tầm 10W, thì nó sẽ rơi vào tầm là 40W ấy. Thì có nghĩa là nó sẽ tưởng là cái đèn đấy là cái đèn hợp lệ, thì nó sẽ hết cái lỗi đó. Thì đó là một số cái dòng xe thì nó sẽ check theo kiểu đấy, còn một số dòng xe thì nó không check theo cái công suất mà nó sẽ check theo cái can bớt này, thì các bạn cần phải sử dụng cái đoạn cáp này mới được. Và sử dụng đoạn cáp này các bạn nhớ là cắm theo cái chiều âm dương thì nó sẽ ok. Có một cái lưu ý nữa mà các bạn cần hết sức quan trọng khi mà các bạn fix cái lỗi ở trên táp lô, mà nếu các bạn sử dụng cái phương pháp mà dùng cái điện trở này, tức là các bạn phải gắn cái điện trở lại vào những cái vị trí mà nó tản nhiệt thật tốt ở trên xe, gắn vào những cái khung sắt ấy, đấy, thật tốt để tản nhiệt. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng ấy thì cái nhiệt lượng tỏa ra từ cái điện trở này nó cũng khá là lớn ấy. Đấy, nếu mà các bạn không tản nhiệt tốt cho nó là có thể gây hỏng hóc hoặc là dây cháy cháy nổ đấy. Nếu mà các bạn không phiền hà về những cái lỗi mà nó báo trên táp lô ấy, thì các bạn không cần phải nối cái điện trở vào làm gì. Ví dụ như mình ấy, mình mới đầu mình cũng mua cái này về để mình thử xem nó hết được lỗi không, thì nó hết được lỗi nhưng mà mình thấy nó nóng quá mình không thèm lắp vào luôn, và mình chấp nhận một cái điều hơi bất tiện một tí, đó là khi mình bật đèn này nó sẽ báo một cái thông báo lỗi ở trên táp lô, tuy nhiên chả ảnh hưởng gì cả, mình lại bỏ qua cái thông báo đấy là xong đó. Thì mình không cần phải dùng những cái điện trở nữa đấy. Dùng điện trở này thì các bạn sẽ phải tản nhiệt cho nó cẩn thận một tí đấy. Còn với phương pháp mà sử dụng cái cáp fix này thì nó không tản nhiệt, mình đã test rồi nó không tản nhiệt, tuy nhiên là nó không phải xe nào cũng dùng được đấy. Những cái xe mà kiểu như của mình thì bắt buộc phải dùng điện trở thôi, dùng cái này nó không có tác dụng đó. Thì anh em lưu ý là anh em xem cái triệu chứng mà khi anh em thay vào cái xe của anh em nó triệu chứng như nào thì anh em dùng phương pháp hợp lý. Nếu mà anh em muốn fix lỗi theo cái điện trở lại thì anh em cần phải tản nhiệt cho tốt cho nó, hoặc là nếu không thì bỏ qua chấp nhận lỗi một tí. Còn phương pháp mà nó đèn nó bị nháy hoặc là nó không lên luôn ấy, thì anh em fix bằng cái này thì ngon luôn đó. Thực sự là sau khi nâng cấp từ cái bóng đèn bình thường halogen sang cái bóng đèn LED này thì mình cực kỳ hài lòng với cái chất lượng của cái bóng đèn này các bạn. Nó không chỉ ở cái độ sáng nó đã được tăng lên rất là nhiều so với trước, mà còn cái chất lượng ánh sáng của nó. Mình không biết là cái phiên bản mà ánh sáng trắng thì nó có tốt được như này không, còn đối với cái phiên bản mình mua là cái ánh sáng vàng trắng ấy, nó gần giống ánh sáng mặt trời ấy, thì cái chất lượng ánh sáng của nó cực kỳ tốt, tức là cái độ hoàn màu ấy, khi mà mình đi buổi tối các thứ ấy, mình chiếu sáng vào các vật thể nó thể hiện được cái màu sắc của các cái vật thể là rất là tốt, nó ánh sáng nó thật lắm, tức là cái độ thật của ánh sáng nó rất là tốt đó. Và cái cường độ ánh sáng của nó thì đã vượt trội so với lúc trước rất là nhiều.
Hiện tại thì mình nghĩ đây là một cái phương pháp nâng cấp ánh sáng cực kỳ hiệu quả và kinh tế cho anh em nào đang đi ô tô mà đang sử dụng những cái bóng đèn halogen bình thường. Anh em có thể nghiên cứu nâng cấp lên cái bóng đèn này. À, trước đây cách đây vài năm ấy, khi chưa các cái người anh em Trung Quốc của chúng ta chưa chế tạo được những cái bóng đèn mà nó tản nhiệt dùng quạt như thế này, thì anh em chỉ nếu mà anh em muốn nâng cấp với giá rẻ, anh em chỉ có thể sử dụng những cái bóng đèn mà nó có những cái tản nhiệt bằng cái kim loại tua rua đằng sau ấy. Thì với phương pháp đấy anh em cần phải khoét một cái lỗ ở trên cái đèn của chúng ta để chúng ta bỏ cái dây tua rua đấy ra ngoài. Nhưng mà bây giờ thì Trung Quốc người ta đã làm được những cái bóng đèn kiểu như này rồi, những cái bóng đèn kiểu mà tản nhiệt bằng quạt mà nó y chang như cái bóng đèn cũ như này. Thì trước đây mình thấy nó chỉ xuất hiện ở trên những cái bóng đèn xịn, những bóng đèn led xịn của những cái hãng lớn, ví dụ như là Philips cái thứ thôi. Mình nhớ là cách đây vài năm mình đã tìm mua cái bộ Philips cũ thì nó giá một bóng đèn thôi nó đã tầm hơn 1 triệu, nó tầm 1,5 triệu rồi, tức là nó đắt gấp mấy lần có cái bóng đèn này rồi. Mà trong khi cái bộ này cả hai mình mua cả hai bóng chưa đến 500.000, tức là chỉ tầm hơn 200.000 một bóng, tức là nó rẻ tầm 5-6 lần so với cái hàng của Philips. Nhưng mà cái chất lượng ánh sáng của nó cũng rất là tốt. Mình chưa có điều kiện để sử dụng những cái bóng đèn của Philips nên không biết là cái chất lượng ánh sáng của bọn Philips nó có xịn hơn cái đèn của Trung Quốc hay không. Nhưng mà về cảm nhận của mình khi mà mình sử dụng những cái bóng đèn này ấy, thì mình cực kỳ hài lòng với chất lượng của nó. Có thể là đồ của Philips thì chắc chắn là nó sẽ xịn hơn rồi, nhưng mà với cái giá tiền như này và được cái chất lượng như này thì cực kỳ là hài lòng rồi. Thì mình nghĩ đây là một cái bóng đèn mà anh em có thể cân nhắc để nâng cấp khi mà nếu mà anh em có nhu cầu nâng cấp cái hệ thống ánh sáng của mình. Nó rẻ, dễ làm, anh em tự làm được và rất là rẻ đó. Và cái ánh sáng của nó cũng vừa phải. Mình thấy có một số anh em sử dụng những cái bóng đèn led mà nó quá sáng ấy. Nó quá sáng đi ngoài đường. Nếu mà anh em sử dụng những cái vào những cái hệ thống đèn mà sử dụng chóa như cái xe của mình ấy, thì cái người đối diện sẽ rất là khó chịu. Thì mình nghĩ là anh em sử dụng những cái bóng đèn này nó sẽ cực kỳ hợp lý. Mình đã test thử rồi, nhưng đi đối diện như cái xe của mình ấy, nếu mà người đi đối diện không hề chóa lắm, nó không bị chóa mắt đâu. Đấy, nó bình thường thôi. Còn đó là với cái ánh sáng mà vàng trắng nhá. Với ánh sáng trắng thì mình nghĩ có thể nó sẽ bị chói mắt ấy, bởi vì ánh sáng trắng bao giờ nó sẽ khó chịu, gây khó chịu cho người đi đối diện hơn. Thì tùy anh em lựa chọn thôi. Mình thấy là cái màu vàng trắng này là hợp lý ấy. Đấy. Thì mình sẽ để link mua cái bóng đèn này bên dưới phần miêu tả video để các bạn nào mà muốn có nhu cầu nâng cấp cái hệ thống ánh sáng của mình, muốn nhu cầu mua cái bóng này thì có thể click vào đấy để mua. Mình hy vọng là cái video này có thể mang một số cái thông tin hữu ích cho các bạn khi mà các bạn cần tìm mua, đã cần nâng cấp một cái hệ thống ánh sáng trên ô tô của mình thế nào cho hợp lý, thì các bạn có thể dựa vào cái video này mình để các bạn thêm một cái sản phẩm để các bạn tham khảo. Đó. Thì cái nội dung video ngày hôm nay có lẽ mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.